có thể bạn chưa biết khi đi vào một ngôi làng mà các bạn vô tình bắt gặp được một khu ruộng dưa hấu như này thì các bạn hãy chạy nhanh lại gần chiếc thùng ngủ phân có trong thửa ruộng đó cho mình ngay tại đây hãy đào chiếc thùng ngủ phân này ra các bạn sẽ bị rơi xuống một căn phòng dưới đây có thể chính là kho chứa dưa hấu của tụi dân làng ngoài ra bên đây còn có một cái dương đôi khi mở dương ra bên trong có khá nhiều dưa vàng được cất giữ bên trong chiếc dương này khi lê càng qua vị trí này các bạn sẽ thấy ở đây có một cái cửa sập có thể đây chính là nơi cất giữ kho báu của tụi dân làng, cơ mà hiện tại thì nút like và nút đăng ký của mình đã bị vô hiệu hóa. Mình thách bạn nào có thể bấm vào được hai nút đỏ. ai bấm vào được nút like và nút đăng ký thì comment số 5 cho mình biết nha. Các bạn có 3 giây để làm điều đó. 3, 2, Khi mở cánh cửa đó ra Bên dưới có một cái dương, mở chiếc dương ra đúng như mình suy đoán đây chính là kho báo bí mật mà tụi dân làng cất giấu người chơi bấy lâu này. Bạn nào cũng muốn có được số kho báu như này thì hãy áp dụng theo mình ngay nhé. Đăng ký kênh mình ngay để biết thêm những sự thật thú vị có trong màn cờ rắt.